mừng mọi người đã quay trở lại. Mọi người ơi, hôm nay mọi người khỏe không? Mang kỳ Sydney hai mọi người con. Hai với bài. Hai. Hai. Mang kỳ Sydney giỏi lắm. Mang kỳ Sydney vỗ tay đi. Sydney đâu đó? Thì hôm nay á, là rằm tháng 7 á, là chắc hẳn mọi người ăn chay cũng rất là nhiều. Thì bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng vô bếp với mình làm món chay. Thì hôm nay mình sẽ làm món bánh cuốn chay. Thì cái món bánh cuốn chay này làm như thế nào thì mời mọi người vô bếp cùng làm với mình. Mình làm bằng cái bánh tráng đó mọi người. Bánh tráng mình hấp lên để thành cái bánh cuốn rồi mình ăn, chứ mình không có làm bằng bột. Thì để biết nó làm như thế nào, có dễ dàng hay không, có ngon hay không, thì mình mời tất cả mọi người cùng vô bếp làm và thưởng thức cho mình mọi người ha. Mời mọi người. Và đây là cái nguyên liệu á để cho mình làm cái món bánh cuốn chay ngày hôm nay. Bánh tráng ba cô gái của Việt Nam. Thì mình không có làm bằng bột, mình muốn làm cái này cho nhanh gọn lẹ, cho nên mình sẽ xài bánh tráng hiệu ba cô gái này để làm cái bánh cuốn của mình. Tiếp đến là cái nhân của bánh cuốn. Cái nhân của bánh cuốn thì ở đây mình có nấm mèo nè, mình có tàu hũ, mình có củ sắn, mình có củ hành và mình có cà rốt. Và mình muốn làm cho cái nhân bánh cuốn cho nó ngọt á, cho nên mình bỏ thêm cái nấm này nữa cho nó ngọt. Còn cái củ hành tím này á, chút xíu nữa mình sẽ phi thơm lên để bỏ lên cái bánh cuốn cho nó thơm. Còn mình sẽ ăn kèm theo với dưa leo, giá và hành ngò rí. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái nước xì dầu để ăn kèm với lại cái món bánh cuốn chay ngày hôm nay. Và đây là có nguyên liệu á, để mình làm lên cái món nước chấm của bánh cuốn chay của mình đó. Thì mình có xì dầu, thì nhà mình ăn xì dầu hiệu này mọi người nè, hiệu này của Pháp đó. Thì ở đây mình sẽ có tỏi nè, có ớt và có chanh. Và mình có muối và mình có đường, đường này đường phèn để mình nấu nước đường nó ra cho nó kẹo kẹo cho nó. Bây giờ mình sẽ làm tiếp theo công đoạn làm bánh nha mọi người. Thì để làm cái món bánh cuốn bằng bánh tráng này, mình ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một thau nước. Mình sẽ đổ vô đây một miếng dầu. Rồi sau đó mình tiếp theo là mình sẽ ngâm bánh. Cách ngâm bánh này á, nó cũng dễ lắm mọi người. Bỏ từng miếng vô ha. Mọi người nhúng xuống như thế này nè. Và lật qua như thế này nè, đó bỏ xuống. Rồi mọi người nhúng xuống như thế này nè. Và lật qua như thế này nè, rồi bỏ xuống. Mọi người không được ngâm nguyên một chồng bánh tráng như vậy xuống. Như vậy thì cái bánh của chúng ta nó sẽ dính vô hết, mình sẽ gỡ không có ra. Và mình cứ ngâm như vậy 20 phút, đúng 20 phút mình sẽ lấy ra. Bây giờ tiếp theo á, mình sẽ xào cái nhân của bánh. Mình sẽ bật bếp lên. Và sau đó đổ dầu vô. Bây giờ dầu mình đã nóng rồi mọi người ha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ củ hành vô mình xào cho nó thơm trước. Bây giờ củ hành mình đã thơm rồi, mình sẽ bỏ tất cả các nguyên liệu còn lại vô xào đúng chứ mọi người nè. Và đây là nguyên liệu còn lại của nó, mình bỏ chung vô luôn nha. Thì mình sẽ nêm nó với bột nêm chay nha.
mình ăn một muỗng bột nem chay, rồi mình bỏ vô miếng tiêu nữa. Mình trộn đều lên. Thì bây giờ mình sẽ trộn đều lên, mình xào tới xào lui vậy đó. À, đến khi nào mình cảm thấy nó chín rồi thì thôi. Tất cả những nguyên liệu này mình cũng có thể ăn sống được. Trên đây nó rất là dễ chín là mình cũng có thể ăn sống nữa. Rồi củ sắn, khoai tây, cà rốt thì mình cũng có thể ăn chín, ăn sống được. Cho nên mình xào cái này cũng rất là mau chín, rất là dễ chín đó. Mọi người thấy cái nhân của mình ngon không? Giờ mình để sâu thêm 2 phút nữa. Mình để cho nó thấm á. Thì chút xíu nữa mình sẽ ăn chung với lại cái nước chấm của nó, cho nên mình chỉ nêm sơ bột này. Mọi người thấy không, cái nhân bánh cuốn của mình á, nó cũng đã thấm, nó cũng đã chín rồi đó mọi. Rất là thơm, thơm rất là thơm luôn đó nha. Thì bây giờ mình sẽ làm công đoạn tiếp theo. Thì ở đây mình có hành tím mình đã sơ chế nó rồi, và ở đây mình có một miếng chanh và mình có một muỗng muối. Thì bên cạnh đó mình cũng xài xíu bột năng nữa không. Thì mọi người thấy không, đây là một muỗng bột năng nha. Ướp sơ cái hành tím qua rồi mới đem đi phi lên cho nó thơm. Rồi mình trộn đều nó lên nha. Thì cái chảo dầu mình đã nóng rồi, mình sẽ bỏ vô một muỗng cà phê muối. Và sau đó thì mình vắt vô thêm một miếng chanh nữa. Thì mọi người thấy không, cái hành mình phi á, bây giờ nó đã vàng giòn rồi đó mọi. Bây giờ mình sẽ đổ ra ngoài á, cho nó nguội. Sau đó còn lại cái dầu của nó mình sẽ lái để mình thoa lên cái bánh cuốn của mình. Thì bây giờ mình sẽ náo cái nước đường này để làm cái nước chấm nó cho nó dẻo dẻo, cho nó ngon nha. Rồi chút xíu mình đổ vô miếng nước nữa. Thì mọi người thấy không, cái bánh cuốn của mình ngâm á được 20 phút đã xong rồi mọi người nè. Bây giờ mình sẽ gói bánh. Rất là mềm, rất là dẻo nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cuốn bánh. Đó mọi người thấy không, thì mình cuốn xong rồi cái bánh nó là như vậy. Thì mình cuốn xong thì mình sẽ hấp, cho nên là mình sẽ xài cái dĩa này. Thì trước khi bỏ cái bánh vô cái dĩa này, mình sẽ quét sơ qua một lớp dầu nha mọi người. Dầu này là mình xài cái dầu hành phi lúc nãy á, cho nó thơm đó mọi người. Bây giờ mình sẽ để cái bánh mình ở đây mọi người. Đó, xong rồi mình sẽ dùng cái dầu này nè, mình cũng quét qua một cái bánh của mình một lớp nữa nha mọi. Thì mọi người thấy không, bây giờ mình đã làm xong bánh cuốn rồi mọi người nè. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp mọi người ha. Nhưng mà mình sẽ không có hấp bằng cái nồi hấp á mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái lò vi sóng á, mình hấp nó 1 phút nha mọi người, là có thể đem ra ăn được. Bây giờ mình sẽ nhắn 1 phút nha. Thì mọi người thấy không, bánh của mình hấp á, được 1 phút đem ra mọi người nè. Nhìn nó bóng mà nó ngon, nhìn nó hấp dẫn. Thì bây giờ mình sẽ để đây, mình sẽ làm cái nước chan của nó để ăn. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ pha cái nước chấm của nó để ăn cái bánh cuốn chay. Thì ở đây mình có nước đường nè mọi người, nước đường mình thắng ra đó. Rồi mình có xì dầu, nước tương đó, mình có ớt băm, rồi mình có tỏi. Thì bây giờ mình sẽ pha tỷ lệ 1:1, có nghĩa là 1 muỗng xì dầu, 1 muỗng nước và 1 muỗng đường ha mọi người.
Còn ớt với tỏi thì mọi người bỏ tùy thích. Vậy là mình đã pha xong cái nước tương để ăn cái món bánh cuốn chay của mình hôm nay. Chanh ớt tỏi thì mọi người tùy bỏ tùy. Và bây giờ mình sẽ vắt vô miếng chanh nữa nha, để cho nó chua chua ngọt ngọt cho nó ngon đó. Bây giờ mình sẽ thử một miếng coi nó vừa chưa mọi người ha. Rất là vừa miệng mọi người. Ok mọi người, vậy thì cái món ăn của ngày hôm nay mình cũng đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ mời mọi người ăn chung với mình ha. Bằng Sydney, hai mọi người Sydney. Hi. Hi. À đúng rồi, Sydney giỏi giỏi lắm. Sydney vỗ tay đi. Sydney vỗ tay đi. Vỗ tay. À Sydney giỏi giỏi. Mọi người thấy Sydney giỏi không mọi người? Sydney dễ thương ha. À đó mọi người thấy không? Thấy Sydney vỗ tay không? Sydney giỏi lắm, Sydney giỏi lắm. Mọi người biết sao không? Mình ăn hôm nay mình ăn bánh cuốn chay thì phải có chả chay và nem chay gì đó cũng được. Nhưng mà hôm nay thì mình kiếm mua cái chả chay đó nó không có. Mà nếu như có thì nó bán ở xa lắm. Bán ở Túc Với Xanh mua xe cách đây một tiếng đồng hồ chạy xe mua mới có mọi người. Còn cái chỗ mình ở không có mọi người ơi. Cho nên là mình sẽ thay vì mình ăn chả chay thì mình sẽ ăn tàu hũ chiên mọi người ha. Thì mọi người thấy không, cái cách làm bánh cuốn chay của mình bằng bánh tráng á, mọi người thấy nó đơn giản dễ dàng không? Rất là dễ làm đúng không? Công thức của nó và cái nguyên liệu của nó mình đã nói rất kỹ ở cái đào video đó mà rất là ngon nha mọi người. Đó, cái bánh cuốn của mình á nó rất là mềm, nó rất là dẻo dai mà nó ngon. Mọi người thấy mình phi hành không? Đó. Mình phi hành này rất là thơm nè, rất là giòn, rất là ngon. Bây giờ mình ăn thì mình sẽ bỏ lên mọi người. Thì mình đã chuẩn bị tất cả các loại rau ăn cần thiết thì đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ cái bánh cuốn này nè nó hơi dài á, cho nên mình sẽ lấy kéo mình cắt ra mọi người. Mình sẽ lấy kéo thử cho mọi người coi ha. Thì mọi người thấy cái nhân bên trong của bánh cuốn không? Rất là ngon luôn. Ngon quá. Cực kỳ ngon luôn đó. Cười mời mọi người ha. Thì mọi người thấy không? Cái nhân của nó bên trong mình làm có củ sắn nữa. Bởi có nấm nữa nên cái nhân rất là ngọt, rất là ngon. Đặc biệt là cái bánh nha mọi người, cái bánh rất là mềm và dẻo nha mọi người, chứ không có phải là nó ngon không kém phần mà mình là pha bột đó mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ xài cái dĩa này và mình trang trí lên một dĩa bánh cuốn hoàn chỉnh để mời mọi người ăn chung với mình ha. Thì mọi người thấy không, mình đã bỏ bánh cuốn vô dĩa rồi mọi người nè. Bây giờ tiếp tục mình sẽ bỏ những cái loại rau ăn kèm cho mọi người. Mình sẽ bỏ giá nè. Mình sẽ bỏ dưa leo nè. Thì mọi người thấy không, mình đã làm một dĩa bánh cuốn hoàn chỉnh rồi mọi người nè. Bây giờ mình sẽ chan nước chấm của nó lên và ăn thôi. Cái nước chấm của nó làm rất là ngon. Cái hành phi nó giòn mà nó ngon hết hả. Quá ngon. Bánh cuốn rồi nè. Nghĩa là bánh cuốn mặn là mình phải làm kiểu khác. Bánh cuốn chay thì mình làm nhân cái kiểu khác. Trời ơi, cái hành phi mình phi thơm, nó ngon dữ sao. Ăn thơm, ăn đã luôn á mọi người. Mời mọi người ha. Mọi người biết không, có bánh cuốn này á là của người Việt Nam mình, nhưng mà là của người Thanh Trì á. Thanh Trì là nổi tiếng bánh cuốn nè mọi người, rất là ngon luôn á.
Thì mọi người mình thấy là bánh cuốn chay làm đơn giản mọi người ha, mà ngon nữa. Cái nhân của bánh cuốn nè, mọi người bỏ củ sắn với làm cái nấm vô á. Nấm mà nấm rơm không thì nấm đùi gà, nấm bào ngư, nấm gì cũng được. Mọi người bỏ vô làm cái nhân của nó rất là ngon, ăn đã luôn á. Cái bánh của nó ăn rất là mềm, rất là dẻo mà còn dai nữa mọi người nha, rất là ngon. Nó ngon không khác gì mình pha, mình tán bằng bột. Mình làm nước chấm á, nước chan hơi bị cay. Mình ăn thấy dĩa rồi mọi người nè, mời mọi người ha. Mà hết trơn rồi đó. Làm bánh cuốn và bánh tán thì mọi người phải lưu ý là ngâm nó bằng nước ấm đúng 20 phút trước khi làm á. Mọi người phải chuẩn bị nhân, chuẩn bị cái nhân của nó, chuẩn bị mọi thứ xong xưa rồi mọi người ngâm bánh tráng xong rồi làm liền. Chứ không nếu như mọi người ngâm bánh tráng rồi để lau chứ không bánh tráng giật nhạt đấy, hấp nó không còn ngon nữa. Còn nếu như mọi người á mà hấp bằng cái nồi hấp á thì nước sôi lên rồi mọi người bỏ bánh vô hấp thì hấp 3 phút nha mọi người, đúng 3 phút đem ra. Còn nếu như mọi người mà không có nồi hấp á thì mọi người bỏ vô cái lò vi sóng á, cái microwave á, thì mọi người bỏ đúng 1 phút đem ra nha mọi người. Nếu như mọi người bỏ nhiều hơn cái bánh nó sẽ chặt nhạt ra đó nha mọi người. Mà ăn rất là ngon mọi người, rất là đặc biệt. Mình không có nói xạo mọi người đâu nha. Mình bẻ cái bánh cho mọi người coi nè, cái bánh nè. Mọi người thấy cái bánh không? Đó. Mọi người thấy dẻo nó ngon không? Nó giống như bánh cuốn của mình tráng, nó giống như cái bánh cuốn mình tráng bằng bột đó mọi người. Cực kỳ ngon mọi người. Cái ngon hơn nữa là bên có nhân của mình làm á. Mình làm có nhân quá ngon. Cái nước chấm á thì mình pha nó cũng đã ngon rồi, mà cái nhân mình làm nó cũng ngon nữa. Cho nên ăn rất là vừa miệng, rất là ngon mọi người. Ăn nó còn hấp dẫn, nó đã rất là thích luôn á. Mọi người không mình ăn hết quá trời á mọi người thấy không? Nấm nó rất là ngọt nên là mua cái nấm về mình bỏ vô không ngon nữa sợ. Mọi người biết không, dù không có chả, dù không có chả lụa hay là nem gì để ăn chung với lại cái món bánh cuốn chay của mình ngày hôm nay, nhưng mà cái món bánh cuốn chay của mình ngày hôm nay nó rất là ngon nha mọi người. Nó rất là đặc biệt nha mọi người, ngon cực kỳ cho nên rất là ngon ngọt, mọi người ăn rất là ghiền, rất là thích luôn. Ăn không có cảm giác như là mình ăn chay hay lạt lẽo đó, mọi người ăn rất là đậm đà nha mọi người. Bây giờ mình cũng đã ăn xong một dĩa bánh cuốn rồi, bây giờ mình mời mọi người ăn trái cây với mình ha. Thì hôm nay ở nhà mình á có trái dưa, có trái dưa lưới á, thì bây giờ mình ăn xong đồ mặn rồi mình mời mọi người ăn xoài với mình mọi người ha. Mời mọi người, mình nó không có chấm gì hết trơn á, ăn không cũng được mọi người ha. Mình có muối tôm mà tại mình ăn chay đó cho nên mình thôi mình khỏi chấm luôn, khỏi làm muối luôn, ăn không được mọi người ha. Ngon nhớ, cực ngon, ngon lắm mọi người, xoài ngọt á. Chín đi, chín đi, chín đi, ăn xoài không? Không mà xin thì nhà mình ăn quại lắm mọi người, không phá lắm. Mời mọi người ăn thêm rất dưa với mình. Đắng mà ngọt mọi người, ngọt quá. Ngọt lắm mọi người, rất là ngọt. Ăn thêm rất apple. Mời mọi người. Apple ngọt mọi người. Nhà mình á lúc nào cũng có apple hết trơn á. Mấy đứa con mình thích ăn apple đó. Táo á. Thì cái video của mình ngày hôm nay á, tới đây mình cũng xin kết thúc. Mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của mình. Và mình xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn giữ gìn sức khỏe của mình và của người thân của mình nữa, và sống thật vui vẻ hạnh phúc nha. Và nếu như mọi người á, yêu mến mẹ con mình và thích những cái món ăn mà mình đã chia sẻ cho mọi người cái cách làm á, để ăn cho thật là ngon á, thì mọi người hãy ủng hộ cho mẹ con mình, ủng hộ cho mình bằng cách share, like và subscribe cho mình. Mình cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo của mình mọi người ha. Mình xin chào mọi người. Xin đi, bye bye mọi người, xin đi. Xin đi.
Xin chào bye mọi người đi. Xin chào bye mọi người đi. À, xin chào bye mọi người đi. Xin chào bye mọi người đi. À, bye. Bye. Xin đi giỏi quá, xin đi vỗ tay đi. À đúng rồi, cho em bé vỗ tay nữa. Cho em bé vỗ tay nữa, vỗ tay em bé đi. À em bé vỗ tay đó hả? Em bé vỗ tay luôn đó. Sydney với em bé đều vỗ tay hết luôn đó. Mọi người thấy Sydney dễ thương không mọi người? Sydney nhà mình dễ thương mọi người ha. Ok mọi người, vậy thôi mẹ con mình chào mọi người. Bye. Sydney giỏi. Bye.